Tối ngày 22 tháng 5, một vụ tai nạn xảy ra giữa xe tải và xe máy trên đường DT743, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương khiến hai mẹ con bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút, người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con gái nhỏ khoảng 5 tuổi chạy trên đường DT743 hướng từ cầu vượt Tân Vạn đi quốc lộ 1K. Khi tới vòng xoay khu du lịch Thủy Châu thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An thì va chạm với một xe tải chạy cùng chiều. Va chạm làm cho hai mẹ con ngã xuống đường, bị xe tải kéo lê đi một đoạn khoảng 10 mét. Hậu quả hai mẹ con bị thương nặng, sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nằm sát lề, còn chiếc xe tải dừng cách đó hơn 5 mét. Thời điểm xảy ra vụ việc trời đang có mưa. Nhận thông tin, công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Khu vực xảy ra tai nạn là vị trí giao lộ vô cùng nguy hiểm. Tại địa điểm này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.